Thế theo cảm nhận của em thì video được đề xuất theo trend hay theo từ khóa cố định? Anh thấy ở trên kênh của em làm theo cả hai luôn đấy luôn. Vâng. Để em nghĩ mốc thời gian bắt đầu gọi là có một bước tiến lớn thì... Đúng, đúng. Kênh bắt đầu bốc lên là từ khi nào? Từ cuối tháng 12 năm 2020 thì em làm về những video gọi là How to cãi bố mẹ. Em nhớ là như thế. Thì những video đấy lên đầu tiên. Tao nghe mày cãi giỏi lắm phải không? Cãi đi, cãi luôn đi, sao không cãi nữa? Mày giỏi rồi, giỏi hơn bố mày rồi. Con hơn cha là nhà có nắp đi bố. Con hơn cha là nhà có nắp đi bố. How to cãi bố mẹ như thế thì đâu phải ra trend gì đúng không? Cái đấy giống như là một từ khóa cố định nha đúng không? Giống như cái đối tượng khán giả của mình là bắt đầu học sinh từ cấp 2, cấp 3 trở lên. Trong những cái chủ đề đấy thì một cái vấn đề quan trọng là cái mối quan hệ giữa mình với bố mẹ. Thì đó là một cái gọi là một giỏ video cố định đúng không? Một cái luồng chủ đề cố định. Xong rồi bắt đầu đấy. Rồi tiếp theo như nào? How to cãi bố mẹ. Sau khi series đấy bắt đầu em thấy được lên đề xuất khoảng... em thấy nó bất ngờ thật. Em làm nó từ tháng 11 thì nó có hai mấy nghìn lượt xem, chẳng ai xem. Xong rồi đến giữa tháng 12 thế nó vút lên tầm 300-400 nghìn. Rồi đến chuyện ngày Tết thì sau nó như kiểu nó đang có một cú hích, đang có lượng view 48 giờ rất là cao ấy anh. Thì nó cứ đi lên thẳng thôi. Em vẫn nhớ hôm đấy là cái đồ thị em đang đi ngang như này. Đứng phát này nó đi lên luôn. Đỉnh điểm là được 4.6 triệu hay 4.8 triệu một ngày ấy. Trong nó duy trì được bao lâu? Lượng view đấy được giữ 4 khoảng 10 ngày, sau đó là tụt về triệu mấy một ngày thôi. Như vậy là trả lời câu hỏi cho bạn Discover Việt Nam nha. Không cần phải được đề xuất theo trend đâu. Khi được xem tab cộng đồng của Việt Creator giới thiệu về NMT Vlog, nội dung mẫu mực về hình đại diện, tôi đã bắt chước theo và ăn đề xuất rất tốt. Cảm ơn Việt Creator, bạn Khôi Trần nhận xét nhé. Thế thì cái quá trình làm cái hình đại diện của em như thế nào? Đầu tiên là em suy nghĩ như thế nào về mức độ quan trọng của cái hình đại diện này và cái quá trình là làm gì của em như thế nào? Cái hình đại diện này thì cái này là anh dạy em phải nói thật là anh dạy em. Bởi vì em, như mọi người đã biết thì hình đại diện nó là bộ mặt của một video. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai em được học được đó là em có xem một video của anh thì anh có dạy cách làm hình đại diện để ăn đề xuất ấy. Thì là anh em có nhớ là cái hình thợ xây thì anh có nói là tất cả các hình, nếu hình này ăn đề xuất, có một hình cô gái cái gì em không nhớ rõ, thì các hình còn lại nếu có hình cô gái sẽ ăn đề xuất. Và trên kênh của em tất cả mọi hình đều có mẹ em. Em có không có cũng được nhưng phải có mẹ em. Đấy là gọi là cái mà anh nói là gọi là lý thuyết thôi. Nhưng mà làm sao em phân tích ở trong kênh của mình như nào để em biết là... Phải áp dụng chứ anh, mình có lý thuyết mình phải thực hành chứ làm sao mà mình... Xong em xem dữ liệu ở trong kênh. Vâng. Xong rồi em xem lại là những cái video nhiều view là cái hình đại diện có điểm chung gì với nhau. Vâng. Và có một điểm chung rất là lớn nữa, có hai điểm nữa. Một điểm nữa em được học trên trường ở trong một bộ môn đó là nghệ thuật chữ. Đó là thiết kế chữ nó phải dễ nhìn, làm sao đảm bảo để chỉ cần lướt qua cũng phải thuộc được nội dung của cái hình. Nghĩa là bố cục chữ nó sẽ luôn phải làm khối, nó không được như kiểu là ở góc trên một chữ, góc dưới một chữ, mà nó phải đứng cùng với nhau. Và cỡ chữ phải dễ nhìn đấy, để họ lướt qua cái họ nhìn thấy. Đặc biệt là nếu như chữ là cái mình muốn thu hút ấy, thì chữ phải là màu nóng. Em sẽ ưu tiên màu vàng lên đen để... Nghĩa là cả cái hình khi họ nhìn vào họ sẽ nhìn thấy chữ trước, họ sẽ đọc được luôn, xong họ lướt qua. Xong biết đâu họ sẽ kiểu ngẫm nghĩ lại, họ sẽ lướt lại. Đấy là cái em được học trên trường. Tức là cái chữ của em không cần phải gọi là hiểu ngay lúc đấy mà người ta lướt qua rồi. Em mà bắt đầu đọc được rồi. Vào đầu người ta đúng không? Vâng. Nghĩa là người ta lướt qua phát người ta phải nhớ được luôn lộ chữ là có những chữ gì. Sau khi đọc qua nếu như người ta nhớ người ta sẽ ngẫm xem mà chữ như thế thì nội dung sẽ là gì. Kiểu là chữ của mình nó chỉ được ở một, nghĩa là nó chỉ được ở một góc màn hình thôi anh. Trong bố cục làm video ấy hay chụp ảnh nó sẽ có 4 điểm vàng và em sẽ đặt chữ của em trong một trong 4 điểm vàng đấy. Nhân vật sẽ làm ở một bên, chữ sẽ làm một bên. Nhân vật sẽ dùng một màu, nếu như mẹ em đi, sẽ dùng một màu áo đỏ, tức là một màu nóng để đứng một bên điểm vàng. Và chữ sẽ dùng một màu nóng nữa, đứng lốt đối diện bên cạnh để cho nó kiểu nó song song nhỉ, cho đánh bật đi. Tức là như vậy là chữ cũng gọi là nó không phải là một cái gọi là thông tin mà nó coi như là một cái yếu tố của design. Vâng. Nó phải tương tác với cái hình của mình. Vâng. Đúng không? Cái mình phải dùng chữ làm sao mà đặt được câu hỏi là mình chỉ cần lướt qua mình vẫn xem được. Nó phải thật sự dễ nhìn.
vừa phải dễ nhìn vừa phải dễ hiểu. Chứ em thấy có nhiều anh em làm hình, làm nhiều chữ thật xong rồi để mỗi chỗ một hình thì nó hơi bị loạn ạ. Nhiều hình, đầu tiên là nhiều hình khác nhau ghép lại nữa, xong rồi nhiều chữ nữa. Mà lại không nghĩ là cái chữ đấy cũng là, nếu mà gọi là, nếu mà giả sử mình cứ tưởng tượng đấy là một cái chữ nước ngoài đi, không có ý nghĩa gì cả, thì mà cái màu sắc của nó, cái hình dáng của nó phải là một, gọi là một cái khối ở trong cái design của mình, đúng không? Thế tương quan giữa hai cái đấy như nào, tương quan giữa hai cái hình ảnh và chữ thì em nghĩ là cái nào hơn cái nào? Em nghĩ là chữ sẽ hơn. Chữ hơn? Em thì đối với em thì đối với bản thân em thôi là em nghĩ là chữ sẽ quan trọng hơn. Bởi vì để tiếp cận được khách hàng mới ấy, khi mà khách hàng mới gặp em ấy, là phải khách hàng khán giả chứ. Vâng, khán giả thì họ làm sao biết cái mặt em là ai? Nếu như chẳng hạn như một người như kiểu là ca sĩ Sơn Tùng đi, thì anh ấy chỉ cần để cái mặt anh ấy lên là cũng được. Nhưng như mình là một người không tên tuổi thì mình không thể dùng cái mặt này để thu hút được, mà mình phải dùng một cái nội dung ở trong đấy. Chữ sẽ là chính và hình sẽ là cái bổ trợ cho chữ thôi, là cái gọi là gì nhỉ? Chữ là luận điểm, hình là luận cứ. Đấy ạ. Chữ là luận điểm, hình là luận cứ. 500 anh chị em lấy giấy bút ra ghi chép lại nhé. Nếu các bạn nhìn kỹ trong từng chi tiết của video, các bạn đừng có xem lấy cái nội dung không, mà nhìn kỹ từng chi tiết của video, từng chi tiết của cái content của người ta sẽ thấy là có rất là nhiều điều cần phải. Còn cái gì em cần phải chia sẻ, nhắc nhở với anh chị em về cái hình đại diện nữa không? À, có một cái là kiểu theo trend đấy anh ạ. Theo trend bóng đá của em thì em kết hợp luôn ba yếu tố đấy. Thì có một là chữ nhá. Cái thứ hai như anh nói là hình, là kiểu có hình một người xuất hiện xuyên suốt trong cái video ấy. Xuất hiện xuyên suốt trong các hình là thứ hai. Cái thứ ba sẽ là yếu tố gây tranh cãi ở trong trend đấy. Như của bóng đá ấy, sẽ là một là trọng tài này. Nếu như trận đấu mà của Việt Nam và Ả Rập Xê Út là tình huống Duy Mạnh bị phạt thẻ đỏ thì mình phải đưa nó vào đầu tiên. Nó phải là thứ gọi là ưu tiên hơn cả hình của mẹ em luôn. Vâng. Còn như trận đấu giữa Việt Nam và Australia thì vẫn là trọng tài. Như tình huống chạm tay ấy, thì em lại phải dành luôn cho nó riêng một phần một lửa video để nói về nó, để mình phải nhắc đến nó. Cái này là anh cũng thấy là anh cũng chưa nghĩ ra đấy. Nhá, anh chị em nhớ nhá, mình theo trend là đã dễ có view rồi. Đừng có theo những cái trend mà nó xa với chủ đề của mình quá. Theo trend là dễ có view, nhưng ở trong trend đấy mình còn chọn yếu tố gây tranh cãi của trend cơ. Xong rồi mình đưa lên cái hình thumbnail của mình. À, câu hỏi này có lẽ là ở những giai đoạn đầu hơn nè. Anh chia sẻ những lưu ý khi làm YouTube, những lưu ý cơ bản. Ví dụ như bây giờ em, một người, một fan của em đi, chưa biết làm YouTube gì cả mà muốn làm được như em, thì em có lời khuyên gì cho bạn? Dạ, em có cái em gạt ngay cái suy nghĩ làm sao để có được 1.000 sub và 4.000 giờ xem ạ. Cái này là cái đầu tiên phải gạt ngay khỏi đó. Cái thứ hai là câu hỏi làm sao có view gạt tiếp. Câu hỏi thứ ba là làm sao có đề xuất gạt tiếp. Ba câu hỏi đấy không được giữ trong đầu ạ. Ba câu hỏi quan trọng như thế là không được nghĩ. Không. Bởi vì những câu hỏi nào theo như anh có dạy mọi người, content là chính, tất cả mọi thứ anh có dạy về đề xuất, dạy về các thứ. Thế nhưng mà em nhìn ra ấy, anh có dạy về đề xuất nhá, thế nhưng muốn được đề xuất thì video phải hay. Bây giờ muốn có thời lượng video dài, thời lượng tỷ lệ giữ chân người xem lớn thì video phải hay. Video không hay thì không thể giữ chân được. Thế nên là chung quy câu hỏi nó sẽ đổ về content, làm sao để content hay. Ngày xưa em làm em cũng chỉ nghĩ thôi, em chỉ nghĩ là làm sao để làm video hay. Em đăng xong em đi đấy, em không xem nữa, em không xem lại video của em. Và em suy nghĩ tiếp những video sau. Không xem lại video của mình. Vâng, thật sự là em không xem lại video của mình. Đến hiện giờ vẫn vậy. Ban đầu mới làm em cũng có đi tìm hiểu những cái câu hỏi là làm sao có đề xuất, làm sao để có 1.000 giờ xem, 4.000 giờ xem, 1.000 sub. Thế nhưng mà hôm đấy là em có xem được một cái câu nào của một anh em ấy. Người đấy có nói là bạn làm YouTube vì 1.000 giờ, 1.000 người đăng ký, 4.000 giờ xem, hay bạn làm YouTube để kiếm tiền. Sau rồi người đấy có thêm một câu nữa, đó là bật kiếm tiền được thì dễ, nhưng kiếm tiền được mới khó. Xong rồi em gặp anh có nói về cách ăn đề xuất. Anh có nói là em xem anh khoảng độ tầm 4-5 video thì em mới vỡ ra là tất cả mọi thứ, tất cả mọi thuật toán ấy đều đổ về content thôi. Bản chất là từ content mà ra thôi ạ. Đấy là cái suy nghĩ của em. Ngoài cái content này ra thì một vài điều gì cần lưu ý nữa không?
kiên trì cố gắng quyết tâm.